Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và sửa chữa cái đồng hồ vạn năng cơ VOM. Cái đồng hồ này nó có hiện tượng là mình điều chỉnh cái chế độ mà đo điện trở đó là không được ha, mình chụp hai quay đo lại không được. Kim nó không nhảy ha. Mặc dù mình đo cái điện áp DC hoặc AC thì được ok. Như đây mình chỉnh cái thang đo 10V đi, mình đo cái cục pin vuông. Kim nó vẫn lên bình thường ha, đây. Như vậy á, cái phần kim này là ok. Mình loại trừ cái khả năng mà hư kim nha, tại vì cái vấn đề mà một số các bạn mà đo sai điện áp á thì nó đứt mạch bên trong, hoặc là một đứt cầu chì, hai là cháy kia, cháy cái cuộn dây bên trong này nè, nó hư ha. Thì tất nhiên là khi mà đồng hồ nó bị hư như vậy á, nó bị đứt cầu chì bên trong á, là tất nhiên là kim nó không lên. Mình chuyển cái ra thang đo điện áp á, nó cũng không lên kim luôn ha. Rồi ở đây mình tiến hành mình tháo nè, mình kiểm tra thử. Đó, cái thang đo và thang đo điện trở này khá quan trọng. Mình chụp hai cái đo lại nè, vẫn không lên ha. Chỉnh cái biến trở này không lên luôn, không nhích kim gì hết. Rồi mình tiến hành mình tháo ra mình kiểm tra nha. Cái vấn đề trước tiên á, các bạn kiểm tra thì các bạn kiểm tra cho mình mấy cục pin này nè. Mặc dù có hai loại pin là như pin tiểu và pin vuông á, thì mình kiểm tra hết luôn nha. Vì là một cái hai loại pin này á, một cái á, là dành cho mấy cái thang đo về điện trở, một cái thằng do cái thang đo điện áp ha. Mình kiểm tra luôn. Ở đây mình dùng cái đồng hồ số đi, mình bật chế độ 20V DC. Rồi mình test kiểm tra coi pin của mình có bị hết hay không. Đó là cái cách sửa chữa, cái nguyên tắc đầu tiên là mình kiểm tra dễ trước rồi cái vấn đề mà khó sau. Thì một số các bạn kiểm tra mà pin nó hết á thì mình tiến hành mình thay pin thôi, khá dễ. Như đây mình kiểm tra hai cục pin tiểu trước đó, như ở đây á nè, các bạn kiểm tra nha, coi pin của mình nó còn áp với áp hay không. Thì một số pin á nó cạn rồi hoặc là nó bị oxy hóa. Ở đây mình đã đo thử coi điện áp của pin là khoảng 1,56V, ok. Rồi hai pin ok hết nha, 1,56V. Tiếp theo mình lấy cái cục pin vuông này ra mình kiểm tra luôn, coi cái điện áp của nó. Rồi điện áp còn lại của mình là 8V và là không sao hết nha. Cái cục pin của mình là pin 9V, pin vuông 9V, mình đo được 8V là vẫn còn xài được. Rồi các bạn kiểm tra thêm cho mình đó là mấy cái phần tiếp xúc nè, khi mà mình gắn pin vô nó có bị hở hay không ha. Trong trường hợp là nó hở tiếp xúc á thì pin nó không kết nối được, nó gây ra hiện tượng đó, thì mình kiểm tra cái mấy cái tiếp xúc này nè, mình nâng tiếp xúc lên luôn. Nếu mà giờ bị rỉ sét á, mình lấy R7 mình xịt vô, rồi mình lấy cái nhíp hay cái mũi dao á mình chà nha. Đây là phần pin vuông, còn pin tiểu á. Rồi các bạn xịt vô đây nè cho mình nè. Rồi trong trường hợp mà mấy cái tiếp xúc, má tiếp xúc này á, nó không ăn
hoặc là nó dơ bị oxy hóa rỉ sét vậy, mình cạo cho sạch ha, kết nối lại như đây nè. Nó có ghi chú là phần chân dương chân âm á, chân dương bên vuông á là cái phần đầu nhỏ ha, còn bên chân âm là đầu to hơn. Rồi mình nhấn kết nối xuống, bên tiểu của mình cũng lắp theo cùng chiều nè, đầu dương á cho xuống dưới ha. Hai cục bên tiểu này á nó ghép nối tiếp với nhau tạo thành cái điện áp 3V, một cục pin là 1,5V ha. Rồi mình đo lại, coi cái pin của mình á nó có chắc chắn hay không. Đây mình chụp hai quả đo lại nha. Rồi kim nó không lên luôn. Ở đây mình sẽ chỉ các bạn một tuyệt chiêu. Một số các bạn không biết cái sữa thì các bạn mở bo ra kiểm tra nha, coi có điện chậm bị bong chân á. Đây những này mình tháo ra luôn, mình hướng dẫn các bạn cách kiểm tra luôn. Các bạn mở ra, các bạn quan sát bo cho mình luôn, coi để phòng trường hợp nó bị đứt chân linh kiện hoặc là bị chóc thì mình nhân tiện nó mình hàn lại thôi. Là có mấy cái ngàm á mình bẻ ra ha, mình bẻ ra mình đẩy cái bo mạch lên. Nói chung á cái đồng hồ này sửa cũng dễ. Mình sợ nhất á là trường hợp mà các bạn đo sai điện áp á, như điện áp đây nè, ví dụ mình đo cái mức mà khoảng 10V hay 5V á mà mình cắm trực tiếp cho 220 á là nó cháy cái đồng hồ ha. Sợ nhất là cháy cái cuộn dây bên trong nè, đây cái cuộn này. Rồi mình kiểm tra bo mạch nè. Cái điều đầu tiên khi các bạn tiến hành sửa chữa là các bạn phải quan sát cái bo mạch của mình, coi lên bo mạch còn đẹp hay không ha, nó bị bong chóc linh kiện hoặc là bị oxy hóa ra ten á. Rồi các dấu hiệu của điện trở nè, coi nó còn ok hay không. Trong trường hợp mà mình giả sử đi cái này nó bị đứt đường á thì mình lấy dây mình câu lại ha. Tại vì cái đồng hồ này á nó sẽ có một số các thiết bị bảo vệ, linh kiện bảo vệ cực kỳ hữu hiệu của nó là hai con diode senor chỗ này nè, rồi mấy con cụ chì nè. Thì trong một số cái đồng hồ á nó có sẽ có mấy con cụ chì ống ha, hoặc mấy cái dây điện, dây cầu chì như thế này nè để nó bảo vệ. Thì mình kiểm tra thấy bo mạch ok, cầu chì không bị đứt, linh kiện nó còn đẹp ok. Rồi mình tiến hành mình kiểm tra lại. Ráp vô. Các bạn quan sát đó, đặc biệt là mấy cái chuyển mạch tiếp xúc nè, mấy cái chân chỗ này cũng nè, coi nó bị dơ bị lỏng hay không ha. Trường hợp nó lỏng xúc xích vậy, mình có thể mình gia cố, mình dán keo AB cho nó, hoặc cây dán sắt á cho nó cứng lại ha. Nâng mấy cái máy tiếp xúc này lên. Nói trong trường hợp mà nó hở mạch á, nó hở mấy cái phần chân đồng bên đây nè, thì nó cũng không đo được giá trị điện trở. Khi mình muốn đo điện trở bật cái thang đo ôm ha. Đó, các bạn nâng tiếp xúc cho mình. Rồi chỗ này trường hợp nào dơ thì mình cũng vệ sinh RO7 xịt vô để cho nó sạch sẽ. Rồi mình có thể dùng xăng rửa bo mình tẩy ha. Ở đây mình thấy kiểm tra thấy ok hết, không vấn đề gì. Thôi mình gắn trở lại. Đó. Mình lấy một cái dây á. Nói chung sửa khá dễ, mình cứ làm từ từ thôi.
sợ nhất là đứt cái cuộn di động bên trong, là mình phải thay cái cuộn dây mới nha. Bên ngoài Nhật Tảo nó bán mấy cái đồng hồ như thế này nè. Rồi mình chụp hai quả đo lại, kiểm tra thấy linh kim không? Không linh kim ha. Đây nè, ở đây mình chỉ cho các bạn cách tuyệt chiêu để mà các bạn có thể sửa được cái đồng hồ này. Khi mà mình bật cái thang đo điện trở nó không linh kim. Đó. Mặc dù pin của mình ok ha, tất cả pin đều đầy hết, rồi mấy cái tiếp xúc, rồi mấy cái điện trở cầu phân áp á, nó ok hết, không bị đứt. Thế đây các bạn lấy cho mình một cái nhíp. Đây nè, cái con biến trở 10k này khá quan trọng ha. Mày nhìn trên đây, biến trở vị chỉnh á, thì nó sẽ điều chỉnh được cái kim của mình. Khi mình chập hai cái đo á, nó sẽ tăng, nó sẽ qua cái mức số 0 mình, thì mình chập, khi mình chập cái đo á, thì cái kim của mình điều chỉnh cho mức số 0 ha. Đó, đây cái biến trở vị chỉnh nè, chỉnh cho nó qua lại á. Thì đây nó hư rồi á, thì mình kiểm chập, các bạn chập hai que đo lại, hai que đo lại như thông thường á. Rồi các bạn lấy nhíp á, một cái nhíp chập đây nè, chập hai cái chân của cái con biến trở lại, rồi mình kiểm nhìn kim ha. Nè, các bạn thấy không, cái kim mình lúc này á, đó nó nhảy rồi nha. Mình để phía sau, lấy cái nhíp chập hai chân, mình làm nguyên nhân ra đâu, nguyên nhân á là do cái con biến trở này nó hư ha. Đó mình chập này nè. Như vậy là cái đồng hồ mình nó bị hư, mình biến trở 10k, biến trở vi chỉnh, thì mình tiến hành mình thay thôi. Nó sửa khá dễ. Cái con biến trở này cực kỳ lợi hại ha. Một số trường hợp mà các bạn xài lâu ngày á, cái con biến trở này á nó sẽ không về không nữa, thì mình cũng thay biến trở này luôn nha. Thì kim của mình á nó cứ nhích nhích về, nó không về số 0 á, thì mình biến trở này nó hư á, thì mình thay B10K. Gỡ ba cái nhèm này ra, gỡ nhẹ tay nha các bạn. Rồi mình tháo cái con biến trở B10K ra mình thay. Ở đây nó có ba chân ha. Rồi mình cho nó mình ít mở hàng những thời nhựa thông á. Chích vô đây. Các bạn chỉ cần cái mở hàng. Ở đây các bạn lấy cho mình cái mở hàng á, mình kéo một đường ha. Để nóng cái mỏ hàng trước nha. Rồi mình rà đây nè, mình nhích lên chứ xuống rồi mình nhấc lên. Cái này khá đơn giản, khá dễ dàng luôn. Đó, thay cái con biến trở B10K này cho một bóng nhạc. Đây B10K. Thì các bạn có thể ra ngoài chỗ bán linh kiện á, còn mình mua cái biến trở B10K về mình thay ha. Còn ở đây á, mình không có thời gian để mà ra chợ Nhật Tiện á, mình có cái con sát của cái đồng hồ VOM kim, thì mình sẽ tiến hành mình tận dụng, mình lấy lại cái con biến trở BMK này mình thay sàn qua. Đây cái sát của nó nè.
Thì nếu ở nhà các bạn có sẵn thì mình lấy ra mà sàn, còn không có thì mình ra chợ Nhật Tảo hoặc chờ cái chỗ bán linh kiện mua. Rồi trước khi em thay á thì mình cũng test coi cái con biến chở này còn hoạt động tốt hay không. Thì cũng khá đơn giản. Ở đây mình có cái bo mạch của nó. Rồi mình để đây. Mình chuyển cái thang đo. Thì bơ 10K là cái tổng chở của nó là 10kg luôn ha. Cái chân common là chân giữa ha. Rồi mình bật cái đồng hồ số của mình á. Mình chuyển thang đo 20K. Mình test. Đây. Đây mình chụp cái đo thử nha. Đo tổng chở luôn nha. Ok. Rồi. Nó có ba chân, chân giữa. Các bạn vặn bờ một phía ha. Phía nào, phía trái, bên trái, bên phải để cho nó không còn di chuyển được cái biến chở này. Rồi mình chích vô. Mình để một cái bên chân giữa. Cái chích qua hai bên thôi. Đó, như ở đây mình đo được khoảng 6 ký mấy đi. Rồi, mình chích qua cái chân bên trái của nó nè. Mình đo là không ôm ha. Đó, nó về không ha. Còn cái chân bên đây. Nói chung là cái biến chở này nó không có mới. Cũ mình tận dụng lại á, nó còn sai số. Nó xài ấy rồi. Cái bên trong nó có, nó không còn được như lúc đầu nữa. Thì bên trong của nó cũng có một cái tiếp điểm mà nó di chuyển. Rồi cái má thang của nó có một cái đường viền cho này giống như cái này nè. Đó. Qua bằng lại á thì nó di chuyển thì nó sầm thay đổi cái biến chở, nhưng mà cái mấy cái điện cực thang bên trong á nó làm cho lâu ngày á nó không còn như lúc đầu nữa. Đó, mình đâu không ôm. Rồi mình vặn ngược đầu lại. Rồi mình đo lại. Bên đây mới không ôm lại. Đây nè. Đó. Mình đo lúc đầu á thì mình đo bên tay trái của mình đó là không ôm, nhưng mà bây giờ mình đo chuyển qua bên tay phải là không ôm. Ok. Cái chân giữa của mình vẫn giữ nguyên nha. Rồi mình đo lại bên đây. Đó, mình đo được là khoảng 9 ký mấy á. Đó, 9.3 mấy ký ha. Là ok. Mình sẽ lấy cái con biến chở này mình thay ha. Nói chung sẽ tạm thôi, còn nếu tốt nhất á, thì mình ra cái chợ Nhật Tảo mình mua cái con biến chở mới. Ở đây mình cũng chích cho nó một ít cái mỡ hàng. Bây giờ dễ lấy. Mỡ hàng nhựa thông vậy á. Rồi. Các bạn lấy cái mỡ hàng á, mình kéo ha, di chuyển như này. Kéo qua lại á, cho nó nóng chảy đều ba chân chì này ra nè. Rồi mình rút lên. Khá đơn giản ha. À, xong rồi nè. Rồi ở đây mình sàn qua. Cái con biến chở này hư nha. Ở đây mình làm cho ba cái lỗ của nó, ba cái chân cắm của nó lòi ra ha. Còn nếu không có thì mình có thể dùng hút chì đó, mình hút ra. Rồi được rồi. Mình thấy ba cái lỗ nhỏ nhỏ được rồi. Cái chân này á, mình các bạn nếu thấy dơ á, mình cạo ra luôn nha, cạo cho nó sạch, cho nó bám chì cho nó dễ ha. Ok. Rồi, mình chỉ cần cắm vô mình hàn lại thôi. Ba cái chân cắm vô ba cái lỗ nè, rồi mình chỉ cần cho một đít mở hàn luôn. Mình làm cho chì ở đây á nó chảy, rồi mình nhấn cái biến chở này xuống, đó. Nhấn xuống cái vô mấy cái lỗ là được.
Rồi mình để cho nó nguội một xíu rồi. Đó, yêu cầu ở đây đó là mình nhấn cho sát xuống. Mình nhấn vừa phải thôi nha, tại vì nó có cái độ hở ở trên cái phần công tắc trên đó, nó không guốc chân. Sao trong cái chân chì nó không bám vào nhau được rồi. Cho một ít nhựa thông là ok. Bỏ một ít mỡ hàng á, là cho cái mũi hàng của mình nó đẹp hơn ha. Rồi vậy là xong. Khá đơn giản cái việc thay biến chở để mà nó điều khiển được cái mức độ cái thăng đo cộng chở đó. Đây mình tiến hành mình thử lại thôi, bạn coi bằng lại nè, ok là được. Thì nãy á, cái biến chở này á, mình đã test rồi, mình đo nên giờ mình không cần phải đo lại nữa, rồi mình ráp vô thôi rồi mình thử. Chỉnh cho cái biến chở này nó vô cái lỗ nha. Rồi xong. Rồi, ok. Nắp pin vô mình đo thử thôi. Nhưng mà đã khá xong. Rồi mình cắm cái dây điện vô. Hai dây que đo. Rồi, tiến hành mình thử. Mình gắn lại cái đấm vặn của biến chở này nha. Đây cái nút vặn của nó. Rồi mình gá lên mình test lại. Đây con biến chở của nó mình vừa thay nha. Hai cái chân này, hai chân nhàm ha các bạn, cẩn thận khi mình ráp vô á, các bạn không để ý á, làm gãy cái hai chân này nha. Nó không có khít đít của nó. À, sát vô. Rồi mình khoan chiếc ống vô nha, mình test trước. Đây mình chọc cái đó lại. Ok thành công ha. Đây lên kim. Đó như vậy đó là một cái ban khá đơn giản mà một số các bạn mò hoài không ra. Đó, cái vấn đề này mình chỉ việc thay con biến chở thôi, tại vì mình đã đo cái điện áp của pin nó ok rồi, rồi tất cả các linh kiện nó không bị reset, hoặc là cái mạch in của mình á, nó trong trường hợp mà nó bị oxy hóa ra ten hoặc đứt mạch đó thì mình câu lại ha. Còn đây khá đơn giản, mình kiểm tra mọi thứ là ok hết, mà mình không đo được cái thăng đo điện chở thì chứng tỏ là cái con biến chở 10kg này á, nó chập chờn ha. Mình tiến hành mình thay thế được rồi, là xong. Mình lắp vô. Rồi mình thử lại. Đây chụp que đo lại. Ok ha. 1kg nè, 10kg nè. Mình chỉnh tất cả thang đo nha, tại vì nó hoạt động theo nguyên tắc cầu phân áp á. Nhân 10 rồi nhân 1, ok vậy là xong ha. Video này mình hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa một cái đồng hồ kim nó có bị lỗi là mình vặn cái chế độ mà đo tổng chở đo điện chở là nó không lên kim ha, nó không nhích. Bằng cách thay thế cái con biến chở bên 10k này á, là các bạn đã khắc phục được cái hiện tượng
không đo được đó. Mặc dù mình test ok, pin ok, thay pin. Và video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.